Ok các bạn ơi, hôm nay anh Danh đi đâu đây? Ồ, cái này là nhà, này là deal đầu tiên của Thắng. Cái này là cũng như là gì? Lúc nào cũng nhớ đó Thắng. Lúc nào cũng nhớ á, gọi là như là bạn gái đầu tiên á. Sự khởi nghiệp á, sự bắt đầu á, sự bắt đầu á. Đây. Nhưng mà được, nhà đầu tiên mà rất là được giá luôn. Em xui chất lọt ha. Ừ. Quay bên nhà bên kia kìa. À, nhà kia, nhà bên đây là đối diện là nhà của bạn mình. Nhà bạn mình nó nói là nó mới refinance lại, lấy tiền xây nhà rồi đó. Mà là định giá là 1.1 triệu. Wow. Nhưng mà hình như nó cái lot nó không bự bằng đây đâu. Thua, em coi rồi. Nhà nhỏ, lot bao nhiêu? Không biết, cũng nhớ nữa, không nhớ chính xác con số, nhưng mà nhỏ hơn như 2.000 hay như á. À, còn bên đây là cái nhà này mua được 1 triệu. Yep. Quá ngon không? Yep, yep. Mà nó lợi lắm, mình vô mình coi cái nhà hàng sao ha. Ừ. Giờ hôm nay lấy chìa khóa rồi đúng không? Nên là của mình rồi. Chuyện đầu tiên là anh đang sẽ sang bằng cái hàng rào này các bạn thấy ha. Hàng sớm đậu trước cửa trước nhà rồi đó. Sang hàng rào này thì cái chỗ này nó lồi ra, nó thành trước nhà mình cho nên nó không đậu nữa. Nhưng hàng rào đẹp mà sang lại chi? Ừ. Để cho chỉ muốn làm rồi. chỉ muốn là giữ tới đây là anh đang landscape giữ tới đây qua nè. Đó, còn cái chỗ này là làm xi măng để đậu thêm 3 chiếc xe nữa. 3 hay 4 chiếc xe gì á. Bên nhà mình đây nó có hai đường vô luôn, đường bên kia chạy vô, đường này vô. Đúng rồi, hai ra quay đã thiệt cái trời. Đây là 1 triệu đô. 1 triệu đô. 1 triệu đô San Jose mua được cái gì thì mua được cái này. Nhưng mà 1 triệu đô này là rẻ nha, được giá rẻ đó. Luôn á. Chứ còn mà nếu mà mình nghĩ mà lên thị trường này là phải 1.2 triệu, 1.2 triệu coi đó. Tại cái nhà này Thắng nó mua dưới thị trường, là thị trường chưa lên thị trường là nó mua rồi. Em nghĩ không tới 1.2 triệu đâu anh ta. 1.2 triệu hả? 2.5 triệu á. 1.5 triệu luôn rồi. Ghê. Ừ. Tại vì em tính ra chỗ này nó lợi mà. Ừ. Con số nó tính ra được một. Ừ. Giữa nhà trong nè ha. Ừ. Là một mấy phòng, một phòng ngủ hả? Ừ, một ngủ các bạn ơi. Hai. Mấy cái nhà này thì mình quay sơ sơ thôi, cũng không cần biết chi tiết nhà làm gì, nhưng mà nói chung rất là clean, tức là nó cũ nhưng mà người ta sống đàng hoàng, giữ nhà. Thấy người ta ở là giữ nhà sạch sẽ. Chứ không phải là nhà bị beat up nha, nhà beat up là khác đó, bếp. Nhà này có 3 phòng ngủ. Đó, Thắng. Đúng rồi, 3 2. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái phòng bên đây không biết là có phòng bonus. Về bonus add thêm. Thì 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, khu này bán cho mướn được nhiêu? Khoảng 3.200 đến 3.600, 3.700 ạ. 3.600, 3.700. Dạ. Mà chịu nhà này cũng có chiêu rất là lợi hại. Ừ. Chỉ có nhà vô mà thấy cái sân phết mệt mỏi đúng không? Đúng. Vậy cho đó ok, bây giờ chỉ cho người nào mướn. Ừ. Rẻ 3.000. Không sân phết gì hết, họ tự làm. Ừ. Họ có thể sale được 600 một tháng hay 500 một tháng gì đó. Và trái ngược lại là chứ không cần phải bỏ tiền ra như mười mấy ngàn anh tập sửa chữa trong nhà. Em kể câu chuyện phải nói là chị đúng là dân làm ăn nên rất là nhanh nhạy và rất là tinh tế. Ừ. Hôm bữa đi cái final walkthrough á, hai chị em qua đây á, thì cái người chủ nhà có mướn hai anh handyman về mới là moving. Ừ. Chị thấy vậy chị nói chuyện luôn thì cái anh moving anh hỏi là ủa nhà này mày cho mướn hả? Ừ. Tao mướn 3.000. Ừ. Ok là chưa gì chỉ có tenant rồi. Hay. Thì nhà này mà nghĩ đi, nếu mà mình giờ tính giá thị trường nha. Ừ. Là cỡ 3.500 căn nè. Cỡ 3.500. Dạ rồi đúng không? Tại cái này là bonus lên thành 4 rồi. 32 thành 42 nè. 42 cái này. Bonus à mà. Ừ. Mà tiền nhà đầu tư nha. Ừ. Được. À, rồi. Trong này á là chỉ làm để thành cái chu nhị đi view. Ok, trong tương lai anh đang sẽ convert cái này. À, cái này là thành cái gara là chu nhị đi view. Yep. Thì là thêm là 1.000 mấy, 1.500 đúng không? Ừ. 1.500 rồi. Ừ. 1.500. 1.500 ở trong 3.500 là 5.000. 5.000 rồi đấy. Ok. 5.000 rồi mình giờ mình ra ngoài nữa. Cái lợi này là nó có một cái detach, là cái căn nhà riêng ở ngoài mà hồi xưa. Ừ. Nhà xưa người ta gọi thường thường là cái workshop, chỗ ta làm việc rửa bạn. Ừ. Nhưng mà cái đó mà cũng đi nhà bếp được. Mà thường thường gặp việc thì nó cho cái chỗ phòng tắm. Ừ. Phòng tắm riêng thì cái nhà này nè. Tức là workshop là legal nha các bạn. Legal nha. Miễn các bạn đừng có để bếp thôi, vô thôi. Để bếp thôi. Ừ. Thì mình thấy cái này là có thể cho muốn được nữa. Giờ mình tính giá bèo bèo, tính ngàn thôi, tính như là master bedroom về ngủ thôi, khỏi bếp. Ngàn không? Ngàn đi. Ngàn có muốn liền hả? Cái này có người mới 1.500 luôn á, mà em nói ngàn cho anh là coi như là conservative á. Rồi không vô được, không vô khóa. Oh shit, quên lấy vô khóa chỉ à. Thôi kệ, khỏi luôn nha. Quay ngoài đi. Quay ngoài đi. Đây cái nhà này nè. Cái này là cỡ, muốn này cỡ 1.000 một tháng. Ừ. Vậy là bao nhiêu rồi? Cái này thật ra hơn 1.000, tính 1.000 thành sơ và đẹp á, 6.000. Sáu ngàn. Ừ. Nói chung là bây giờ là cỡ 6.000. Dạ. Yeah. Chưa sửa gì. Chưa sửa gì hết á. Bạn có thể vô mướn được 6.000. Ừ. À, bây giờ làm cái gì vô? 6.000. Mà con số tính gì? Tại vì ta tính một
một tháng 6.000. Thì sao giờ tính đâu ra đâu. Nhưng mà tại nhưng mà mình đây là mình đánh appreciation. Là mình đánh tiền gì, tiền cái giá nhà nó lên. Ở trung bình khu mình là đánh 10 lên chừng 10%. 10% mỗi năm. 10% có nghĩa là cỡ 7 năm á là giá nhà là gấp đôi. Cái tính vậy á thì mình nghĩ chỉ đánh vậy thôi. Còn này 6.000 là cũng như chém bỏ tiền cash flow. Còn một cái nữa, giờ dùng tiền ra nữa là xây cái ADU đằng sau nữa. Mà cái căn nhà này các bạn thấy không? Hai bên có driveway thẳng thớm vô nhà. Mà cái miếng đất nó đẹp dã man luôn. Phải nói cái miếng đất đẹp. Đó giờ mình coi biết bao nhiêu căn nhà chưa thấy miếng đất là đẹp như thế này. Tại sao nó đẹp? Nó vuông. Nó thẳng băng á. Nè, đứng thẳng á. Ủa mà nó vuông dứt như cái hình chữ nhật vậy các bạn. Y chang cái nhà, cái này cũng y chang với nhà của chị Nguyệt cái đường 33 á. Đúng rồi, gần giống vậy đó. Nhưng mà nhà cái chị đường đó thì như nó bình nằm trong cái flood zone được. Cái này không flood zone luôn. Cái này không flood zone luôn. Nhưng mà nó lợi hại cái là cái nhà nằm ở đằng trước. Đằng trước có miếng đất. Đúng rồi. Bởi vì mình có miếng đất xa thật xa ở đây. Ừ. Mà 13.000. Rồi múc mình làm ADU các bạn. Mình làm múc mình đẩy cái ADU sát vô luôn. Tại vì em đã recommend chỉ là xây xi măng cái đường xe chạy vô nè anh. Ừ. Trong đây kẻ cho người ta đậu xe luôn đây luôn. Đậu xe luôn. Ồ mẹ. Ta về ta làm về là ta đi thoải mái lắm, người ta có chỗ đậu luôn. Đó. Đó. Chạy xe thẳng vô. Kẻ. Là mình nói chỉ luôn về xây lầu luôn. Ừ. Nó cho được 1.200 á. 1.200 mà xây lầu luôn thì còn nhiều đất nữa. Rộng rãi thoải mái. Chơi cái hàng rào ra luôn anh Dan. Ừ, hai căn luôn. Ừ. Buồn buồn San Jose nói ok giờ CD hết tiền rồi chia ra giờ CD muốn thu thêm thuế ok chia ra bán ADU riêng đó. ngon giống Boston. Nó chắc năm mười năm nữa. Năm 10 năm nữa có thể đi cái chiều đó giống Boston á. Nếu mà làm vậy á thì mình nghĩ là lên thực chỗ mướn này cũng được nhiều. Nhiều. Ừ. Nếu mà làm vậy thì cái này giống như là cột căn single house rồi. Ừ. Đâu có liên quan gì đâu tại vì có nè driveway chạy vô liên quan tới nhà người ta đâu vô đây đậu riêng nữa. Em nghĩ là 3.000 được á nếu 3.000 mấy. Cho 2.700 đi conservative thôi. Mình sơ đẹp 2.700 thôi, 3 ngủ 2 tấm. Ừ. Là thấy 8.000 mấy rồi. Ừ. Nào mà nãy giờ mình tính sơ đẹp với nha, nếu mình tính đúng giá 8.000 mấy là cái thầy đã lên là mình sẽ lấy tiền ra. Ừ. Lấy tiền vốn mình lại. Yep. Chỉ mà để 1 triệu lần, nhưng mà tại chỉ là cũng như là cái kiểu chị lo. Cái kiểu của chị hồi đó giờ vậy rồi. Ừ, không thích để tiền lâu. Ừ. Không lấy tiền ra. Ừ. Thì cứ để vậy là mình mỗi tháng cái nhà mình vừa đánh được là appreciation là lên giá nhà của dùng mà dùng lên nhà nhiều. Ừ. Và được tiền nữa. Ừ. Thì tính ra property tax ra thì có thể lời mỗi năm cỡ chừng như là tiền rent á là mỗi năm cỡ chừng như là khá nhiều. Nó 4%. Yeah. 4-5%. Mỗi năm hả? Có nhiều người thì có thể người ta không thích. Ừ. Cái con số đó. Nhưng 4-5% nhưng mà người ta quên là thì 4% giờ, là bây giờ 1 triệu lần 9.000 property tax nhiêu? Property tax có 10,000. Ok, 9.000 coi như 5 lần 108.000 trừ mấy ngàn coi như 1 năm gì được khoảng 90.000 á. Trừ qua. Nhưng mà anh trừ lại mấy cái tiền lắc nhắc maintenance rồi mà. Nên nó từ 7 đó. Khoảng 7 để mình tính là cho anh coi là 5 năm đi. Đó, 4, very conservative, đi. Conservative luôn á. Anh còn, nên tại con để bỏ tiền xây nữa. Ờ. Nhưng mà mình cái đó mình không khe. Ừ. Nhưng cái tiền lợi chỉ là tiền giá nhà đất lên. Ừ. Là có chỗ giữ tiền và giá nhà lên 10%. Em nghĩ nhà này có equity rồi. Bây giờ paper flip là được chữ 1, chữ 2 easy. Ừ. Thì là lên 2% nữa. Yeah. Là mình chỉ tính là tính tiền lời thôi. Ừ. Chứ mình chưa tính là cái tiền đất nhà nó lên mỗi năm. Ừ. Mà thống kê của dùng mình là lên 10% mỗi năm 7 năm nay rồi. Yeah. Nó cả chục năm nay chứ không phải 7 năm nay. Nó như mà 7 năm là cái tiền đất giá nhà gấp đôi. Ừ. Bây giờ ADU xây lên thì nó lên được như thế nào? Tại cái khu này nó cũng chưa có lên quá. Em nghĩ cỡ chữ 3 chắc cũng căng à. Chữ 3 4. Ai nói? Vậy hả? Anh nghĩ mà xây ADU 2 căn lên là lên cỡ 1.4-1.5 triệu á. Anh thật á. Nhưng mà có thể investor mua chứ người mua ở thì người ta không bỏ 1.5 triệu vô đây. Ai nói? Vậy sớm. Giờ em down 20% đi. Ừ. Down dùng nhau là 300 á. Ok. Là 300.000. Mượn 1.2 triệu. Giờ mượn 1.2 triệu. Cái tiền mortgage 2 triệu là bao nhiêu tiền? Around 6.000. Property tax là cho thêm 7.500 đi. 7.500. Ừ. Em ở cái ADU. Ừ. Em muốn 3 căn trên là hết 6.000 rồi. Ừ. Có phải là em bỏ ra em trả nhà có 1.000 mấy mà ở những cái nhà mới brand new không? Ừ. Anh nghĩ còn hơn nữa đó, nếu mà tính con số nếu mà mấy bạn mua ở một căn cho muốn một căn đó. Ừ. Mình nghĩ sao?
Nếu mà đại gia đình đi, ở đây mình khu mình gia đình lớn nhiều lắm. Ở đây cho hai chị em anh chị em ở chung coi. Em nghĩ sao? Được. Mấy nhà này em mua là hợp lý nè. Ừ. Còn mấy đứa em thì cho ở cái workshop, sẽ cái review cho má má vợ. Rồi ra kinh vệt lại chứ phòng ở trong là cho má má chồng. Hai chồng ở hai phòng. Ồ oh, đầy đủ. Nguyên một gia đình bự luôn. À, make my dream true come true luôn á. Mai mốt đi mua nhà kiếm cái miếng đất bự giống mới được. Ừ. Ở Thắng nó sắp mua nhà rồi bạn. Ồ. Mua rồi, mua căn rồi quên hả? Hả? Mua căn bên kia rồi. Ồ cái đó tính sao? Cái đó ở Cali mới tính. Ờ rồi tính. Ồ bên đó cũng mắc cái mẹ không mua rẻ đâu. Cái này là cái đường mà nói nè. Chạy thẳng vô đây luôn nè. Ồ yeah. Ủa cái máy này anh có ban ra luôn hả anh đây? Lấy ra luôn. Lấy ra luôn. Lấy cái máy này lấy ra luôn. Yeah. Yeah. Ngon ha. Ngon, quá ngon. Nhà này bởi vì em nói với anh là đi bán nhà là em dùng cái tiêu chí là mình có mua không rồi mình mới bán. Thì các bạn ơi, nếu mà tại vì trả tiền mặt thôi. Ừ. Ok. Nếu mà let's say bạn không tiền mặt mà bạn mua mượn loan nhà đi. Là 20% down. Ừ. Là nợ 800.000. Mua cái cho 8.000 là 4.000. Ừ. Đúng không? Tiền cho mướn á đã nuôi cái mortgage rồi có lời nữa. Ừ. Positive cash flow rồi. Ừ. Là mình thấy vậy mình tính ra con vậy là mình biết là cái nhà mua rẻ được giá rồi. Trời. Yeah. So tại chị không muốn lấy tiền ra thôi. Ừ. Nếu mà chị lấy tiền ra thì cái phần trăm mà chị lời á nhiều hơn nó sẽ nhiều hơn. Ừ. là 5%. Nhưng mà tại vì chị ăn chắc mặt bền. Nhưng mà chị nói thôi. Cái này là giờ vô cho mướn trước, lấy tiền qua rơi đã. Ừ. Xong rồi mình xây lên. Đúng. Làm sao? Bây giờ giả bộ ra prank. Anh em mình ra nói giờ em suy nghĩ lại rồi, em với Thắng mua nhà chị 1.2 triệu chị bán thôi. Cười chị nói sao? Đâu rồi. Bây giờ em với anh đang mua lại nhà chị 1.2 triệu chị bán không? Chị lắc đầu luôn kìa. Ok thôi. Rồi tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Okay.